Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh của Shop Kiên Trung Audio. Shop Kiên Trung có địa chỉ tại ngõ 562 phố Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Và các bác nào đang xem kênh của Shop Kiên Trung mà chưa kịp đăng ký kênh, các bác vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và cho Kiên Trung một nút like để các cái video test và báo giá sản phẩm hàng về như thế này đến được với nhiều các bác chơi audio trên toàn quốc. Shop Kiên Trung xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Và trong ngày hôm nay, à, Kinh Trung lại về được một cái loạt các cái đại loa của hãng Onkyo à, Kinh Trung xin giới thiệu sơ qua Đó là những cái dòng của hãng Onkyo như Onkyo FX D77 FX Onkyo D77 FX 2 la mã D77 FRX và Onkyo D7 RX và trong cái video của ngày hôm nay thì shop em muốn giới thiệu và phân tích chi tiết cho các bác Một cái mẫu loa D77FX và D77FX 2 la mã Nó có điểm gì chung Nó có điểm gì khác biệt Để các bác có thể là phân biệt được Vì hai cái cặp loa này hai cái mẫu series này Thì nhìn hình thức bên ngoài Thì nó gần như là giống nhau trước tiên thì em sẽ phân tích về những cái điểm chung của cặp loa này về điểm chung của hai cặp fx và fx 2 la mã thì nó có những cái điểm đặc điểm chung như thế này thứ nhất là loa thì là đều là ba đường tiếng thiết kế thẳng hàng thiết kế thẳng hàng gồm một bát 27 cm một con chung Uh, 16 cm và một cái chép cò, nhá, chép kèn, chép kèn nguyên khối. Bát là 27 cm. Đây là cái thông số uh, công bố của hãng. Shop thì luôn luôn nói những cái thông số chính thức của hãng được uh, được công bố trên các trang trang web. Chỉ còn đo về bên ngoài thì chắc là nó phải là hơn 30 cm. Đấy là điểm chung thứ nhất. Điểm chung thứ hai là công suất của cặp loa này đều là 200W, trở kháng 6 ohm và đều là có độ nhạy là 93 dB. Kích thước thùng thì cũng hoàn toàn giống nhau. Cao 68, rộng 38 và sâu 35 cm. Về trọng lượng thì cũng xem xem nhau. FX 2 là mã, thì nặng 29 kg một chiếc. Trơn thì là nặng 28 kg một chiếc. Đấy là những cái điểm chung. Còn điểm khác biệt thì thấy rõ nhất. Thứ nhất là hai cái cặp loa này thì có hai cấu tạo thùng để thoát âm là khác nhau. Điểm khác biệt lớn nhất đầu tiên là FX7 D17 FX25 mã là dạng loa thùng kín và D17 FX trơn là loa thùng hở. Đây là loa thùng hở. FX25 mã là loa thùng kín. Không có lỗ thông hơi. Còn F FX trơn là loa thùng hở có một lỗ thoát hơi đằng sau công suất là đều là 200W trở kháng 6 ohm. Công suất đáp ứng là 75W. Đó, made in Japan. Nói chung là nhìn cái cầu loa này thì các bác đã thấy là loa nó uy tín thế nào. Điểm khác biệt thứ hai là FX2 la mã là màng tổng hợp đều là gân mút nhưng mà màng của con FX2 la mã là màng tổng hợp dốn loa thì bằng vải, dốn loa thì bằng vải, đó. Còn trơn thì màng là màng carbon da rắn, nhá. Gân loa thì cũng gân mút và dốn loa thì cũng bằng vải. đấy là điểm khác biệt thứ hai. Điểm khác biệt thứ ba thì có thể nhìn, các bạn nhìn thấy màu sắc ở bên bên ngoài trực tiếp so sánh với nhau, thì cặp D77FX2 La Mã Có một cái màu Đậm hơn Một uh, cái màu của con D77X Và bây giờ uh, Chúng ta cùng khám phá cái nội thất của cái uh, hai cặp loa này Xem nó khác nhau gì Về uh, về, cái, uh, về cái nội thất Củ loa Trực tiếp là củ loa Trước mặt các bác là Hai chiếc loa của FX2 La Mã và FX Trơn uh, thì số quân trùng cũng đã tháo ra để trực tiếp quay cho các bác uh, phân biệt được. Đây là củ loa của FX2 La Mã. Đây là con bát có mã số là VK257 La Mã. Công suất là 75 W. Con này thì đánh là 9 ôm. Thì con FX Trơn thì là cái uh, cái củ loa là 2573A Công suất là 75W Nhưng mà là 5 ôm Về con, uh, con loa chung Thì Onkyo có cái mã số là 1616A Còn uh, công suất cũng 75W này Công suất cũng 75W Và trở uh, không, kháng đi 6 ôm rồi À con này là 7 ôm 75W Đấy, Loa chung của nó lại là 7 ôm Thế còn con FB Churn đây. Mã số là 1614B. Cũng 75W nhưng mà nó là trở kháng 5 ohm. Và cái chép và cái chép kèn thì nhìn hình thức là như nhau. Đó, như nhau. Chỉ số thì chắc là nó sẽ khác nhau một chút nhưng mà công suất nó nó sẽ như nhau. Cái fb là mã thì cái 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 đằng sau của cái củ loa chép ấy, thì nó lại có một cái lớp uh, như là nhớp lớp nhựa đường nó bọc vào nguyên bản của nó đấy. còn con epichrone thì thì không thấy có. còn loa thì về tại shop Quyên trung thì đều là zin nguyên bản, zin nguyên bản bảy màu luôn, nam châm hai tầng, đấy. tất cả những dòng này thì đều là nam châm hai tầng hết, nam châm kép hết rất là gấu luôn nên bảo sao là những cặp loa này là rất là nặng đây là cái nội thất của hai uh, hai chiếc loa fx trơn và fx hai la mã để cho các bác uh, có thể các bác uh, phân biệt được có thể là không phải mua tại shop quân trung thì có thể các bác làm cái tham chiếu để để so sánh với những uh, những cặp loa bác mở nội thất ra thì bác không thể biết được tuy nhiên thì hai cái đời này theo đánh giá của shop kiên trung ấy, thì nó la ná về cấu uh, kích kích thước rồi về uh, nội thất rồi về chất âm thì la ná như nhau tiền thì cũng uh, uh, hai cặp này thì giá cũng bằng nhau trên đây là những cái điểm giống nhau và khác nhau của uh, của cặp Onkyo D77FX và D77FX 2 la mã thì uh, shop kiên trung cũng xin báo giá luôn hai cặp loa này thì giá tại sốc tuyên trung thì đều bằng nhau giá thì dao động từ 9,2 triệu đồng cho 9 đến 9,5 triệu đồng giá rất tốt trong thời điểm hiện tại giá từ 2, à giá từ 9,2 triệu đồng cho đến 9,5 triệu đồng à, vì sao nó lại có cái giá giao động vài trăm ngàn đó thì cái này thì nó chỉ là một một cái chút mà so sánh thôi của những cặp loa có thể là chẳng hạn những cặp loa mà lưới nó về nó gãy phải hàn lại một chút thì có thể là giảm bớt tiền đi hoặc là nó thiếu một cái tem thì shop em thì cũng sẽ giảm tiền đi theo từng chi tiết của của, của, của cụ thể của từng cặp loa nhưng tiêu chung giá là từ 9,2 đến 9,5 triệu đồng cho cặp loa này trên đây là cái Uh, sự khác nhau và giống nhau mà shop kiên trung muốn giới thiệu với các bác mọi chi tiết mua bán thì mời các bác liên hệ trực tiếp với kiên trung Audio theo số điện thoại đang chạy trên màn hình uh, với những cặp loa này nó rất là nặng nên các bác uh, khi nào các bác muốn uh, chốt những cặp loa như này thì đặt cọc cho shop bên em từ khoảng 2 triệu đồng shop bên em sẽ chuyển đến tận tay các bác video của ngày hôm nay thì shop em xin được tạm dừng tại đây xin cảm ơn các bác những cái video chi tiết của những cặp loan này em sẽ review vào những cái chương trình sau. Xin cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.